Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ sáu đầu tháng ngày mùng 1 tháng 2. Chúc các bác có một tháng mới đầy may mắn. Và hôm nay em lên với các bác cũng như mọi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7:30 nha các bác. Mỗi tối em lên tổng hợp thôi. Bữa nay em lên tổng hợp cũng như mọi khi, có gì lên đó nghe các bác. Và các bác vừa ý được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965, em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Em lên nghe các bác, cũng lộn xộn thôi, có gì lên đó các bác. Đầu tiên rồi, đầu tiên em lên nữa các bác. Lên một cái màu cho nó rực rỡ đây các bác. Lên cái màu này cho nó rực rỡ ha. Màu này màu cam, nhưng mà cam dạ quang nha các bác. Khóa ta lon luôn. Các bác nhìn cái lá khóa. Khóa ta lon luôn nha. Màu này nó rực rỡ lắm các bác. Rồi cái này các bác không sợ đi lạc đâu nha. Mà cái này vô không sợ đi lạc. Rồi, lót bằng nỉ lông các bác, nỉ lông luôn nha. Ok. Của gì đó, Miwear Outerwear gì đó ha. Rồi. Cái cổ là bằng len, cổ cái sợi len. Nó những cái sợi nó dệt, cái sợi ngang của nó bằng cái màu xanh dạ quang luôn này các bác. Này nó thừa thôi. À, cái này nó đến hút nút thôi, không phải nha, không phải thừa. Này hút nút. Ok. Rồi, mũ tháo rời được nha các bác. Mũ các bác tháo rời được nè. Rồi, tay nó viền luôn nha. Tay viền. Này hơi này giặt ra nha các bác, này giặt ra. Rồi, còn lại là ok. Rồi, bác thích gọi là nổi bật chốt con này. Rồi ok, tay trong nó có bo luôn nha. Khóa ta lo, khóa nhược răng số 5 nha. Ô, em mang vừa y các bác, 60 đến 70 cân. Và mét 7 đổ lại, mét 72 đổ lại nha các bác. Ok, các bác cứ hình dung em là 1m68 và nặng 68 cân. Thì các bác hình dung ha. Rồi. Một lâu lâu mình phải đổi gió tí các bác, mặt cho nó phải rực rỡ tí đó. Rồi đầu năm cho nó sáng sủa tí. Mũ tháo rời được nha các bác, nó có đút gài. Rồi ok. Ok các bác. Cái chất vải cũng hay lắm, chất vải nó giống như vải canvas đó. Độ mới cũng cao đó nha các bác, 95% đấy. Ok. Ok các bác ha, cổ len luôn nha. Cổ len. Các bác không ưng tháo cái nón ra. Theo em tháo cái nón ra luôn. À, tới đây thôi. Rồi, nó có quai cổ gài nút lại lên tới đây. Nó có cúc gài đây nè. Hoặc là mình bẻ ra cũng được. Các bác gỡ cái mũ ra, mình có thể mình bẻ cái cổ ra ha. Rồi. Màu nó rực rỡ lắm nha các bác. Nó cam nhưng mà nó còn hơi dạ quang nữa. Rồi, ok. Ủa sau nó có hai cái lỗ thông hơi hả? Giống như lỗ thông hơi các bác. Cái chiếc vải nó đây. Chiếc vải ok lắm. Rồi. Ok, bác nào chốt con này lên cho em. À, em bán. Cái này thời gian đi nha. Tất nhiên rồi. Rồi, nhưng mà khóa ta lon luôn đấy các bác. Thường khóa ta lon thì thường, nói chung là thường là áo Mỹ mới khóa ta lon các bác, phần lớn vậy nha, phần lớn là vậy. Nhưng mà cái này thì nó không ghi là made in nước nào, chỉ nó hơi tuột tí thôi. Ồ, có thêm đây nữa này các bác.
có thêm cái bên trong này nữa nha. Cái này nó dính cái gì ấy? Về cái bát rửa đó. Cái này cái lớp vải này nó chán cái lớp chống thấm á các bác, nó bị lão hóa rồi. Đây này, cái bột nó là không vấn đề nha, về rủ cái là sạch thôi, không vấn đề. Cái nó thường cái vải nó phủ một cái lớp gọi là polymer lên trong cái lót á các bác, rồi nó bị lâu ngày nó lão hóa, cái đó nó rớt ra thôi nha, không vấn đề, không ảnh hưởng gì đâu ha. Nó có cái túi giống như mấy cái áo thợ săn các bác đựng trong này ha. Rồi em bán. Rồi bán đầu like ha. 400.000 đồng nha các bác. Vai 54. Tay 65. Hàng Mỹ đấy các bác. Thường khóa talon là nó là hàng Mỹ nha. Dài 72, cái này nó thương mại thôi. Rồi ok. Bác nào vừa ý chốt cho em 400.000 đồng, mã số 109 nha quá. Rồi, cái thứ nhất. Tiếp theo. Tiếp theo em lên một con A2 nữa các bác. Con A2. Hôm qua em có lên một con, nó cũng giống như cái này luôn, nó giống như cái này luôn nha, nhưng mà nó to. Con đó thì nó mới hơn, con đó là của Cockpit, còn con này là của Aviret nè. Con này là thằng anh của thằng Cockpit nha. Con này nó ra thương hiệu này nó ra đời năm 72, Aviret nha. Rồi Made in USA, và sau này anh chủ của cái thương hiệu này, ảnh bán lại cho một ảnh nhượng quyền thương hiệu lại ha, và sau đó ảnh thành lập cái hãng Cockpit, là cái áo hôm qua em lên đấy. Tiếp A2 nha các bác. Tiếp A2. Rồi. Con chắc 1978 nha, cái này cái mã hợp đồng thôi chứ nó không phải đời 1978 đâu. US Army Air Force ha, các bác nhìn không khéo là cứ tưởng hàng cá phát đấy, mà không phải đâu ha. Áo mà có chữ Made in USA là hàng thương mại. Tiếp A2, size medium. Rồi, da nha. Da thật nha các bác, da dê nha. Áo da dê. Thường là như em đã nói, hàng các bác kiếm hàng cá phát kiếm khó lắm, hàng xưa bây giờ đa số nó hư hết. Nó không còn đâu các bác. Cũng có nhưng mà nó hiếm lắm. Rồi tem của nó đây. Mà đúng hàng A2 thì nó là da, chứ còn cái này là kaki phối da. Mà thường A2 phần lớn nó là da dê. Nếu mà đúng hàng cấp phát nha. Rồi và cái này nó cũng là da dê luôn đấy các bạn. EMA nha, khóa EMA, cầu vai cổ đây. Rồi, size medium, cái này em mang vừa. Này độ mới thì nó còn tương đối thôi, tầm 85% thôi, nhưng mà nó bị dơ đây một tí, cho 80%. Cái này em nghĩ chắc nó da nó ăn màu ra hay sao đấy chứ, nó hơi dơ, còn không biết giặt ra hay không nha. Rồi cái này thì nó size nó đẹp các bác, 65-75 cơ. Rồi 1m72 độ lại ha. Tiếp A2 nha. Tiếp A2 tức là form dáng, nó may theo bản vintage đó, may theo form dáng của áo phi lốt không quân A2 thời Thế chiến thứ hai đây các bác. Thế chiến thứ nhất cùng với thứ hai gì. Ok. Rồi, độ mới thì còn 80%, cổ da thì còn ngon hết nha. Nói chung là áo thì cũng còn ok, có điều là nó bị dơ thôi. Này nó ăn màu, em nghĩ da này nó ra màu hay sao. Nhưng mà nếu nó ra màu nó phải thấm qua đây chứ đúng không. Rồi, chung bác nào vừa ý chốt cho em con này, chân khóa còn ngon. Rồi hàng Aviret nha, em bán 650.000. Tiếp A2 nha, chuẩn Mỹ, hàng thương mại. Rồi cũng in rồi, nó cũng gần giống cái áo hôm qua.
Ok. 650.000 mã số 110. Vai 61. Vai hơi xệ đấy các bác. Cái form này nó vai nó xệ nghe, chứ nó là size medium thôi. Tay 62 và dài. Dài 63 ha. Rồi, 650.000. Ok, nó nói chung là cũng tổng thể thì nó cũng còn khá ok, khá ổn, nhưng mà nó bị dơ đây. Đó. Còn giặt ra hay không nè, không biết ha. Đó, mấy cái này da thịt hết nha, Aviret, cổ da luôn nha, da dê nha các bác, da thịt đấy. Rồi, tiếp theo. Rồi em lên một cái áo khoác. Size large regular, made in Cambodia nha. Made in Campuchia các bác. Rồi, cái này không biết thương hiệu nào. Ok, size large regular nha. Rồi, nó theo chữ Darel ha. Darel, cái kết vải nó đây các bác. Đồ mới cũng còn ok nha. Rồi, đai sườn. Rồi, nói chung là còn ok hết nha. Cổ rồi ok hết. Lót chừng chám nha. Lót chừng chừng bông đấy, nhưng mà nó mỏng thôi. Cái lớp cũng có một lớp bông ở giữa nhưng mà mỏng thôi nha, không dày nha các bác. Rồi, tay măng xét luôn. Cái này bụi thôi nha. Cái này bụi đứt thôi nha. Bụi nó bám đó nha các bác. Bao ra. Cái này thì em bao ra. Đó, em vò nó bay luôn rồi. Em vò nó bay luôn rồi nha. Bụi thôi. Ok. Còn mờ mờ thì các bác giặt cái thì bao ra. Còn lại độ mới cao lắm. Trên 95%. Độ mới cao nha. Không lỗi lầm, tì vết. Rồi, dòng này nó lịch sự các bác. Dễ mang. Kiểu nó đơn giản thôi, cổ bẻ ha. Khóa đồng IKK nha. Chân khóa thì còn ngon. Rồi, nó có đai hai bên. Rồi các bác từ 0,75 ha. Trên 75 cân. Nói chung là từ 75 đến 85. Hoặc là 78 đến 90 cân cũng được. 75 thì hơi rộng chút. 78 đến 90 cân và cao 1m66 đến 1m75. 1m68 đi đến 1m75. Em mang hơi rộng nha các bác. Rồi. Chiếc vải cũng dày dặn lắm nha. Chiếc vải cũng ok đấy, có túi tay luôn. Rồi. Ok, 400.000. 400.000 đồng. Kiểu đơn giản các bác, lịch sự đó, cổ bẻ ha. Nó đơn giản vậy thôi. Rồi có hai đai sườn. 400.000 đồng, mã số 111. Rồi em đo. Vai 58. Tay 63. À 61 thôi, quên. Và dài 69.5 nha. 400.000 đồng. Mã số 111. Tiếp theo. Rồi, lại một cái áo xanh không quân nữa. Con này nó mất lót trong nghe các bác. Mất cái lót phụ ha. Rồi, chuẩn cấp phát cho Học viện Không quân Mỹ năm 2008 nha. Chuẩn hàng cấp phát nha. Nó cũng cấp phát cho lính đấy, nhưng mà lính của trường học viện, trường huấn luyện cho phi công Mỹ đó các bác. Đại khái rồi ha, Học viện Không quân. Cấp phát năm 2008 nha. Rồi. Size 46 regular các bác, trên 80kg cho con này. Cổ này nó hơi có mồ hôi nha. Cổ nó có mồ hôi nha các bác. Cái này vết mồ hôi thôi chứ không phải phai đâu. Nó dơ đây nha. Về giặt là sạch giùm em.
nó mồ hôi thôi chứ không phải bị phai đâu nha, chứ cái áo nó còn mới lắm. Đây các bạn nhìn bò còn mướt như thế này, ôm chiếc vải đây. À, bò còn ôm chiếc nó hơi nhăn thôi. Rồi nói chung là độ mới cao nha, độ mới rất cao đấy các bạn, cái có mỗi cổ nó mồ hôi thôi, nó phải 96% trở lên, 96 là khiêm tốn đấy các bạn, nó mới lắm, nói chung là độ mới cao. Có điều nó mặc rồi cái cổ nó mồ hôi thôi. Khóa đồng đen IKK nha. Rồi 1m66 đến 1m76. Ok, nói chung là như em 1m68 là mang ok. Rồi cũng không rộng lắm đâu, các bác từ 75kg cũng được, 75 đến 85 ha. Rồi 75 đến 85, 90 thì hơi ôm đấy. Size 46 thì thường 80 đến 90 đấy. Nhưng mà cái này các bác từ 75 ha đến 85, 87 cân ha. Ok, rồi mới lắm các bác, không lỗi lầm từ vết nha. Độ mới rất là cao, 400.000 đồng, 400.000 các bác. Mã số 112, các bác nhìn cái tem này biết ha, tem trắng tinh. Rồi vai, vai 50, vai 53, tay 68 và dài, dài 68 luôn nha các bác. Cổ bẻ nha, mẫu cổ bẻ lịch sự ha, kiểu đơn giản thôi nhưng mà mang nó form nó đẹp đúng không các bác, mà giá thì nó mềm nhưng mà quan trọng là hàng cấp phát luôn. 112, 400.000 đồng. Tiếp theo rồi, tiếp theo em tặng, em tặng một cái áo P64 nha các bác, P áo satin dòng P64 chuẩn thủy quân lục chiến ha, chuẩn thủy quân lục chiến. Nhưng mà cái này là độ cũ cao nha, độ cũ cao. Cái này em tặng, cái này các bác tặng mà cái này size 15 1/2, cái này các bác từ 65 đến 75 cân, 65 đến 75 cân ha. Tem của nó đây, size 15 1/2 nhưng 33 ha. Ok, nó in tên như là cổ phai, nói chung là súng màu đẹp cũ, cũ luôn nghe các bác. Cái này nó treo cái móc nó bị rách đây, nó rạn vải nó rách đây này, nó mục rồi, chỗ này nó mục, người ta treo vô cái móc sắt các bác. Bên này thì nhẹ nhẹ hơn. Rồi nói chung là còn bác, các bác thấp hơn về cắt cái này bớt được, cái này nó rách đây. Nếu mà các bác cắt á, các bác cao tầm 1m65 đổ lại các bác cắt lên là ổn. Chứ cái áo này không rẻ các bác, cái này được trước em bán 300 mà em quên để ý chỗ này, cái cục thôi, thấy cái chỗ này thôi em cancel lại. Đấy, các bác cắt lên là tầm 69 ha, là nó mất cái này. Đó, cắt lên 70 cũng được, là nó mất cái này rồi, là mang thôi. Còn cái trên vai này nó có tí, các bác kiếm hai cầu vai các bác đổ vô là ổn rồi. Nó chỉ vậy thôi, đồ cũ cao, chuẩn thì quân lục chiến luôn nha. Rồi nói chung là những cái dòng này các bác mang nó bụi bặm thì nó vẫn ổn ha, mang bụi bặm thì nó cũng nhìn cũng ổn, còn lại là ok hết nha. Rồi cái này em tặng, em không bán nha, thôi logo thì quân lục chiến luôn. Vẫn cứ đo cho các bác nha, các bác có đơn nha, có đơn em gửi kèm vai 43. Tay 61 và dài 73.5, bắt cắt lên còn 70-69 là ngon, mất cái là dưới. Mã số 113 em tặng nha. Rồi các bác lưu ý là có đơn nha, có đơn em gửi kèm luôn. Ok,
áo satin luôn đấy các bác. Rồi tiếp theo rồi em lên một cái lót size medium, nó hơi dơ dơ thôi nha, hơi về giặt giùm em, nó dơ đứt thôi. Chuẩn cá phát 581 nha, size medium. Cái này độ mới nó còn ok, 9,94%, nó có điều nó hơi dơ dơ. Không được lủng rồi các bác, nó bị lỗi rồi, lỗi tí ngay đây. Nhưng mà nếu các bác mặc, các bác gắn cái áo này vô trong cái áo này, gắn vô trong cái áo ha, thì cái mặt ngoài này nó lòi ra thì này, các bác sẽ không thấy. Tuy nhiên nó lỗi ở đây này, là một lỗi đó thôi, còn là đủ hết, hơi dơ dơ. Rồi em bán 200.000 size medium nha, áo M65 các bác, size gì thì các bác gắn lót size đó ha, em bán 200.000. Tất nhiên là nó có lỗi nha, sẵn bóc rồi em lên luôn thôi. Rồi tiếp theo, tiếp theo em lên một cái áo phát, dòng này là form nó dài nha các bác, áo 4 túi form dài nha, mới lắm này, độ mới cao, form dài nha các bác. Đây tem của nó đây, chuẩn lính Pháp nha. Cái này nó mất cái tay cầm này các bác, nó gãy cái tay cầm này, các bác lấy đem thay. Cái này các bác lấy thì em sẽ thay cho các bác, em sẽ thay củ khóa khác nha, củ khóa khác thì cái màu có thể nó khác ấy. Còn không thì về các bác cắt cái này đi, về lấy cái móc chìa khóa móc vô giùm em ha. Còn nếu mà thay thì bảo em nha, chân khóa nó bằng nhựa ra đây luôn, hay các bác. Rồi chiếc vải nha, sớ gỗ nha các bác, chiếc vải thô màu nòng súng nha, xanh nòng súng, có dây rút eo luôn nha, có dây rút eo, dây rút lai mới lắm, cái này mới lắm nha các bác, túi phòng luôn nha, túi trên thì nó không còn, cái này mới chưa sử dụng, nó còn dấu phấn nè các bác, nó còn cái vết phấn này luôn nè, mới tinh chưa sử dụng nha, tem nó may sẵn này luôn, chưa sử dụng nha, mới tinh chưa sử dụng, chắc chắn luôn các bác, mới lắm. Rồi cái form cũng ok đấy, cũng tem này dán nha, đó, còn cả dấu phấn này. Rồi tay măng xét chữ A đầy đủ ha, mới tinh luôn các bác. Cái này nó ép kiện nó gãy thôi, ép kiện chặt quá nó gãy cái tay cầm thôi. Ồ, rồi ok ha, form dài nghe các bác. Rồi các bác tầm 70 cân đổ lại, các bác muốn ôm có thể mình bo lên, mình rút cái dây lại mình bo lên được không. Ok, 60 đến 70 cân và cao 1m66 đến 1m76 nha các bác. Đó, còn cái thân thì nó dài, cái thân nó dài nha. Ok không các bác? Được rồi, để rút cái dây lại, các bác nếu mà muốn bo có thể rút cái dây lại nha. Ok, mình bo lên cũng ổn đúng không các bác? Mới tinh. Rồi chuẩn lính Pháp nha, áo Pháp. Ồ, nhìn hay đấy các bác, mang cũng ổn đấy ha. Rồi các bác thích thì thả xuông, không thích mình bo lên như thế này, cũng ra gì đấy, mới tinh chưa sử dụng nha, hàng lưu kho, mỗi tội là gãy tay cầm thôi. Các bác có thay thì bảo em thay cho các bác nha. Rồi em bán 500.000 mới tinh. Vai 48 này, tay 60.5 và dài 85 nha các bác, nói chung là dưới 68, dưới 70 cân ha. Rồi mã số 115, 500.000.
115 nha các bác, 500.000 đồng. Ok. Tiếp theo. Rồi, chơi rét lên nha các bác cái này. Áo này của Hàn Quốc các bác. Cộng dây khóa đã. Khóa nhôm nha, nguyên một cộng dây khóa nhôm số 10 luôn nha các bác. Lót lông. À mùa là các bác chốt con này về ấm. You did it, made in Korea, xài lát nha các bác. Made in Korea nha. Ok, rồi. Rồi nó bị rụng cái răng. Rụng hai cái răng ở đây. Các bác kéo lên tới đây được, hoặc kéo lên hết vẫn được nha. Rồi, chất ngoài là kaki. Cái này là bằng da lộn nha các bác, cái này da thật luôn đấy. Da thật nha. Da lộn. Màu nó không đều lắm nha. Tay nó viền da luôn nè. Tay nó viền da luôn nha các bác. Da thật đấy, da lộn ha. Hai bên tay. Rồi, da, tay viền da. Túi cũng viền da. Cái màu nó không được đều lắm, nói chung da lộn này nó hơi sừng sừng. Rồi ok. Ok các bác. Túi tay đầy đủ ha. Nói chung là mặc ấm nha các bác. Độ mới thì cũng còn tương đối thôi. Dưới 90%. Kéo được, ví dụ các bác mặc các bác kéo lên tới đây thì bình thường. Cái răng nó tới lên tới đây là ít khi nào các bác léo lên tới cổ luôn. Mình kéo lên tới đây vẫn bình thường nha các bác. Rồi còn lại ok, em bán 250.000. 250.000. Ok, ấm nghe các bác. 67 đến 77 kg. Hoặc 65 đến 75 kg thôi. Rồi cao 1m68 trở lên. Để trên 1m7. Còn các bác thấp hơn này thăng cái tay lên chút cũng được. Ok, form dáng bắt ca nha. Rồi, túi ở đây đủ. Rồi quan trọng là nó ấm nghe các bác, lót lông đấy. 250.000. Rồi dây rút eo luôn. Đó, nó chỉ rụng cái răng này thôi. Đúng ra là lỗi chỉ có cái lỗi mất hai cái răng này thôi. Nón lông luôn nha, vành lông. Rồi. Dây đây, cái này nó hơi hoen rỉ tí. Rồi, còn lại ok hết. Rồi em đo. À chỗ cái này thì dơ thì chắc giặt ra, hơi dơ dơ mờ mờ tí. Cái này chắc giặt ra. Chỗ này dính xíu xíu cái gì em gọi luôn, mất thời gian quá hả. Bây giờ có rai không rai em cũng bán giá được rồi. Đó, đây cái gò thử dính cũng dính sơn. Không ra hết nữa, vẫn còn mờ mờ. Đó, để chút mờ mờ nó hết rồi. Mà nó bớt thôi, để nó khô nó bớt thôi nha, để nó không ra. Rồi em đo. Em đo nghe các bác. Rồi vai 54. Tay 65. Dài 86.5 nha, ấm dày nha các bác, lót nguyên lót lông luôn. Còn cái tay là lót chân bông nha, tay nó không lót lông nhưng mà lót nó chân chám đấy, nó có lớp bông luôn, dày ấm. 250.000, mã số 116. Ok. Em lên một bộ tiểu lục chiến. Bữa em có mấy cái áo ấm ấm.
nguyên ra đâu hết rồi. Úi, cái này đẹp các bạn. Rồi em lên một rồi em lên một bộ thủy quân lục chiến, quần với áo như nó không đồng màu em ạ. Rồi em lên cái áo này đi, cái áo em bán 250, nhưng mà cái này dưới 63 kg thôi, dưới 63 kg và dưới 1 mét, dưới 1m72 nha, thì dưới 63 cực mới tinh 250.000. Chuẩn cấp phát ngay bác, đời 95. Áo lễ phục thủy quân lục chiến ha. Rồi cái hộp nút của nó đây. Hộp nút đẹp không các bác? Nút dưới luôn luôn là nút nhựa nghe, chứ không phải nút, không phải người ta thay đâu nha. Tại cái lúc nào em lên em cũng hay nhắc cái đó. Con này mới kìa. Mới lắm nha các bác. Rất mới luôn. Mấy dòng này đa số nó mới, không lỗi lầm tì vết nha. Rồi. Nhưng mà size thì dưới 63 cơ. Em bán 250.000. Mã số 117 ha. Mã 117 250. Rồi con này cái quần này các bác, cái quần cái vải nó khác, nó cũng quần lễ phục thủy quân lục chiến đó. Nhưng mà cái vải nó khác. Màu thì nó cũng 80 thôi. Em vẫn có lên rời thôi, em không có lên nguyên bộ đâu. Nhưng mà con này đúng ra nó còn mới nhưng mà nó bị lỗi. Các bác chơi hàng giả là có cái vải giả này, mấy cái chất này nó hay bị nổ lắm. Khóa rapid này các bác. Bởi vì cái vải này nó dệt bằng sợi lông cừu nha các bác. Cho nên là thường lâu năm thì nó hay bị lão hóa, nó hay bị nổ. Chứ còn cái quần nó mới lắm, đây này, nó bị lấm chấm. Rồi, phía ống bên phải là phía trước ổn nha, không lỗi nha. Không lỗi ha. Một hai chấm nhỏ nhỏ đi. Nhỏ nhỏ đây nè. Đây tí. Rồi ống trước bên trái thì nó bị nhiều hơn. 1 chấm, 2 chấm này, 3 chấm này. Cái này nó hay bị li ti rồi đây. 1, 2. Cái này nó mới lắm nha các bác. Nhưng mà nó vẫn bị nổ đấy. Giống như những cái bo áo hàng cấp phát. Những cái bo áo pilot đó các bác. Hàng cấp phát đó mà mấy cái bo nó hay bị nổ lắm. Nhiều cái nó mới lưu kho nó vẫn nổ. Rồi phía sau đây cũng bị ha, nói chung là nó bị nhiều lắm. Đó. Ở dưới không bị, dưới này không bị. Nó chấm li ti thôi, giờ cũng không nổ rõ đâu. Rồi, ok. Bên này ổn nha. Này cũng có chấm đây. Ok các bác. Rồi hàng này hàng xưa nha. Nó mới lắm nha các bác. Các bác nhìn bên trong là biết ha. Mọc đầy đủ. Rồi. Đời 68 nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 68. Quýt nè. Size 33 x 38 nha. 33 ít lon nha các bạn. Rồi, nói chung nó mới lắm, khóa rabbit. Có điều nó bị nổ thôi nha. Tất nhiên là các bác chơi hàng xưa thì mấy dòng này nó khó tránh khỏi. Eo 88 các bác. Eo 88. Kéo căng thì được 90 đó. Dài nó dài lắm nha. Dài 125. Mấy chấm li ti thôi nha. Nói chung nó có nhưng mà nó li ti. Nhìn soi thì vẫn thấy đấy các bác. Tất nhiên em báo rõ ràng nha các bác. Nhưng mà nếu các bác mang mà nhìn xa xa thì nó thì cũng nhìn gần thì thấy nha. Nhìn xa xa thì chắc cũng ít để ý. Ống 26. Tất nhiên nó là cái lỗi rồi. Và bác nào vừa ý thì chốt cho 300.000. Mặc dù nó có lỗi nha, mà nó là đời 68 đấy các bác, mới lắm. Em nói về cái độ mới của cái quần thôi nha, chứ còn cái quần nó bị nổ là do thời gian thôi. Chứ không phải do mặt nó nổ đâu.
Cho nên là cái quần các bác nhìn là biết độ mới ha, nhìn túi trong nhìn tem như là biết độ mới như thế nào. Nhưng mà cái này nó là sợi lông cừu ha, tất nhiên theo thời gian thì nó lão hóa rồi các bác. 300.000. Mã số 118, tất nhiên mặt vẫn ok. Form nó lên đẹp lắm nha các bác. Cái này phối các bác mới có mấy cái áo sơ mi vàng cát á, mặc phối chung với cái này cũng được ha. Rồi, em lên một cái áo Canada. Này hình như còn hai cái, biết đâu hết một cái rồi. Thấy cái này mấy cái này nó mặc dù nó là cái lót thôi nha các bác, lót của áo Alpaca chuẩn cấp phát nha, tháng 1 năm 1979. Đó, Alpaca của Canada nha, thuộc nút nó hơi hoen tí ở dưới đó thôi, còn trên này nó không bị. Cái hàng Canada nó chất lắm, cái vải này nó không chất, cái vải lót nó cũng chất, mà cái vải bên ngoài nó không chất nha. Đây cái vải ngoài của nó đây. Rồi, nó mới lắm. Rồi, Canada thì họ dùng song ngữ vừa tiếng Anh vừa tiếng Pháp. Rồi cái này nó các bác em bán là cái áo các bác mặc không thôi nha, chứ còn cái lót cái áo ngoài thì nó mất rồi. Em chỉ bán cái lót mình mặc không thôi cũng hay. Cái vải nó y như vậy mấy cái áo pilot của Canada các bác. Ok, mới, độ mới cao nha, 96%. Bo khổ còn ngon luôn nè, cái bo chưa tì vết gì luôn các bác. Có mỗi hộp nút này nó bị hoen tí nè. Hoen mờ mờ tí cho nên còn lại không lỗi lầm. Mặc lên nhìn cũng hay đấy các bác, cũng lạ. Rồi, bo tay bo cổ rồi đầy đủ nha các bác, gầy được ha. Ok các bác, từ 60 đến 68 cân đổ lại thôi, 68 cân nha, 60 đến 68 cân. Rồi, ồ nhìn hay đấy, ấm lắm nha, cái này dày nha các bác, ở giữa một lớp bông gòn dày lắm nha. Cái này cũng độc lạ, nó đẹp các bác. Cái này nó cái chất vải nó đẹp lắm, mặc dù nó cái lót nha, mà cái vải của nó chất nó giống như cái vải áo pilot của Canada đó, y chang. Còn lớp trong là vải dù ni lông, còn lớp ngoài là cái vải đó, cái vải của nó đây, nó không phải vải ni lông nữa nha, bên trong thì ni lông. Ok rồi các bác thấy ok, ấm lắm nha, em mặc tí vô thấy toát mồ hôi. Rồi, độc lạ đấy các bác, em bán 900.000, 900.000 ha, ấm lắm, mới mặc vô một tí là thấy toát mồ hôi rồi. Rồi các bác mặc không thì thôi, phối đồ rất là hay nha, thấy ổn không, mới lắm nha các bác, độ mới cao lắm, 900.000 đồng. Rồi bác nào thấy hợp lý mình chốt. Mã số 119 nha các bác. Vai 49. Tay 67. Và dài 95 nha, 900.000 đồng. Mã số 119. Rồi em lên một cái, trời cũng đang rét nè các bác, cũng ấm chốt cho em con này. Con này ấm lắm, con này nó mới nha, nhưng mà nó hơi to, size nó hơi to. Chiếc vải nó đây thô nha, chiếc vải nó thô nha các bác. Những cái sợi vải này, nó còn cái hạt vải ấy, nó cơi lên đó nha, chứ không phải bị xù nữa nha, cái vải nó vậy là mới lắm. Sợi vải cô tông thô nha, thường những chiếc vải thô thì nó hay bị cơi cái hạt vải lên đó các bác. Rồi
màu cũng đẹp. Cái này cũng châu Âu nhưng mà có điều size nó to thôi. Cái này các bác chắc có thể phải về để sửa lại thì nó mới ấm được. Rồi ok các bác, ấm lắm. Cái này ở lớp giữa nó có lớp bông bông nha, có một lớp bông ở giữa nghe các bác, dày lắm nha. Rồi túi dao xay, phía trước là túi dao xay, phía sau có một cái túi con ở đây. Tem cái gì đây nó lủng lẳng. Ồ cái này của Liên Xô hả, chữ Liên Xô Ba Lan vậy đó các bác. Đó, cái này nó bị tuột, em nấm em dịch cái nó bị tuột ra luôn. Rồi nó dịch sắt nó toe tu luôn rồi. Kệ nó đi. Rồi nói chung là độ mới cao nha, có điều sai nó hơi to thôi, dày ấm nha, các bác có thể về sửa lại. Rồi eo 106 lần, 106 lần nha. Rồi dài 120, mới lắm, cái này mới lắm, độ mới cao 98%, 97 ha, 97%. Ống 26. Rồi cúc gài nha các bác, nó dài nó to về các bác sửa lại thôi, về cho thợ họ làm, họ các bác muốn cái đáy nó ngắn lại các bác cho thợ họ vừa bóp lại, họ làm cái lưng nó nhỏ lại thôi, cái lưng to con làm cái lưng nhỏ lại thôi, dễ mang. Còn mấy cái này nó không có chằng này, nó lộn ra, họ bóp lại thôi các bác. Tất nhiên nó là hai lớp thì bóp nó hơi, nó phải lộn cái lót ra hơi mất công hơn tí thôi, còn ở dưới cho thùng thùng chứ cũng được. Rồi em bán 350.000, mã số 120. Rồi tiếp theo rồi lên một cái áo khoác mỏng nha các bác, áo khoác mỏng màu màu lam lam nha, màu xám lam đó các bác, xám xanh. Rồi phía lưng là nó lót nè, phía dưới nó có lót nha, lót mỏng thôi, phía trước thì nó không lót. Rồi độ mới cũng còn ok, cái cổ thì nó có mồ hôi thôi nha, mồ hôi mờ mờ, về giặt giùm em cái. Rồi túi nè, có cái túi phía sau này luôn nha, nó lòn qua xuyên qua đây luôn. Ok chỗ này nó dơ tí lại phải xử lý các bạn, nhiều khi nó mất thời gian thôi, nhưng mà cứ lên mình xử lý nó ra hay không mình biết không đáo các bác. Nhiều khi nó không ra mà báo ra về các bác, mặt nó không ra thì nó dở đi. Ok ra các bác. Ok ra nghe. Rồi ra còn mờ mờ đó ta, vải nó hơi sức sức tí chắc bớt chất vải nó gần như vải bốc linh vậy đó, gần giống đó nha. Ok rồi mặc chơi chơi được cái mặt áo này, mặc chơi cũng ok. Đó, túi sâu như đây. Rồi 1m68 trở lên, các bác nào thấp hơn này lần cái tay lên, lên like tay ha. Rồi và từ cũng từ 60 68 đến 78 cơ. Ok các bác, 250.000, 250.000. Quên bẻ cổ ra ha, nhìn cũng ok đấy chứ các bác. Chỗ này hai lớp này, ồ có túi trong luôn nha. Rồi em bán 250.000, cũng lạ quá. Mã số 121 nha, 121, 250.000. Rồi vai 52, tay 61,
và dài 78.5, 250.000, mã số 121 các bác. Rồi tiếp theo em lại lên một cái quần ấm. Cái quần này nó đẹp lắm, quần pilot Thụy Điển nha, mới keng luôn các bác, chuẩn cấp phát lính Thụy Điển nha, mới lắm. Các bác nhìn cái vải của nó đây, cái này là nó đính hột nút nha các bác, họ đính hột nút bên trong, gài đây, gài đỡ ba ghét bên trong. Cái này nó mới lắm, cái này mới tinh luôn các bác. Ok ha, lưng thì các bác rút dây lại nha, nên là eo bao nhiêu cũng được. Ở giữa một lớp bông nha, lớp bông như thấy cũng chắc chắn lắm các bác, giống như lớp vải, nói chung là dày vừa phải, ấm nha, đủ ấm. Đây Thụy Điển nha, ba cái vương miện C50 mới kẹt, dây kéo phía trước ha, hai ống cũng có dây kéo nha. Rồi ống có thùng nha, có nút gài. Mùa này các bác mang thì ấm, bao ấm cho các bác. Cái này mang ngủ thì phí, cái này mang đi ăn cổ. Rồi không có túi nha, cái dòng này nó không có túi nha các bác, nó có một cái lỗ ở đây, các bác thọt vào bên trong thôi nha. Thường mình mặc cái quần bên trong thì các bác muốn lấy đồ thì các bác thọt vào quần bên trong, còn nếu các bác không mặc quần bên trong các bác may bít lại cho em ha. Mới tinh nha, chú ý là mới 100% chưa sử dụng, em mặc vô luôn đi để các bác dễ hình dung. Cái form nó đẹp đó, nó dày, nó lên cái quần nó phồng, nó đơn giản đó. Rồi cái lưng thì nó các bác từ 80 ha cho đến 90 92 94 cũng được, còn nếu mà eo 80 thì mình rút cái dây lại, mình siết như này, nói chung là siết như này nè các bác, mình rút lại luôn để cố định như này luôn đó, là mặt là nó vừa số đo thôi, mỗi lần mặc là cởi này ra thôi đó, mình rút hai bên cho nó đẹp đó. Ok không các bác, này mang giày rút vô thì nó mới đẹp được, em mang nó bó cái thùng nó bó vô chứ. Rồi ok ha, eo các bác từ 80 đến 90 mấy cũng được, hoặc nhỏ hơn 80 cũng được, nhưng mà nhỏ quá thì nó không có đẹp thôi, nói chung là từ 80 trở lên, nếu mà muốn đẹp phải từ 85 đến 90 là đẹp nhất. Mới tinh nha các bác, cái này như em có cái áo nữa, em có đủ bộ luôn các bác. Rồi cái này em bán 900.000 nha, 900.000, để em coi có cái áo, em lấy cái áo biết để đâu đó, cái này em siết lại nè, bây giờ nới căng ra. Rồi nới căng ra hết cỡ nó 95 nha, 95 là kéo hết cỡ đó, còn em quá nhỏ bắt rút dây lại, dài 105, ống thì nó bo lại. Các bác không thích bo mình có thể tháo cái thun này đi ha, cắt cái đường chỉ ra đây cho nó căng cái thun ra, nếu mà căng cái thun ra, cái này em có cả bộ luôn các bác, nãy quên vậy ha, áo kéo căng ra ống 19 900.000, mã số 122. Lỡ đó các bác đợi em tí nha, em chạy em lấy cái áo luôn lên cho nó đồng bộ, lỡ các bác muốn mặc nguyên bộ mình chốt nó đỡ bị lỡ bất cờ.
rồi, sorry các bác. Và cái áo của nó đây, nó khác màu, nó không đồng màu. Nó cũng 80 thôi. Cái áo của nó đây nghe các bác, cũng ấm lắm nha. Cái này cũng lót lớp bông ở giữa. Chuẩn có phát lính Thụy Điển C52. Không biết mấy cái chữ C52 rồi C49, C50 là cái gì, không biết phải cái size của nó hay không. Bây giờ cái này của Thụy Điển hay ta tính, người ta ghi đeo cũng không rành đâu. Con này cũng mới tinh luôn các bác. Mới một bo nó bị một tí nghe đây. Rồi, cái đai bên hông nó có đai luôn nha. Không, nó có cái sẻ rồi nó có cái đai qua. Chỗ này bụi bụi thôi. Nó dính cái gì nghe các bác. Đây em cạo ra. Ra nghe, sạch còn mà giặt bao ra nó dính gì vậy thôi. Giờ rất bụi vậy thôi. Con này cũng mới lắm, mấy này bụi thôi nha. Bụi thôi. Cũng mới tin luôn các bác, nhưng mà có điều bo nó bị nổ. Rồi, bây giờ em báo lỗi trước đi. Bo bên này ok nha. Cái chỗ này nó may bị hụt quá các bác, nó xì ra tí. Về các bác may lại, nó may bị hụt quá nha. Đó. Còn không á, về đó các bác lột nó, các bác may lại hoặc lấy kim khâu lại thôi. Chứ không phải lỗi nó tụt chỉ hở chỗ này thôi. Rồi, còn bên này nó bị một tí. Đây này nó cũng bị tụt chỉ này các bác. Hậu may nó bị ấy. Nó hậu may nó bị hụt. Cái này là nó nguyên zin đó nha, nhưng mà rất do nó may nó hụt. Các bác về nếu mà muốn may cho nó đều, các bác bóp với cái phần này vô tí này cho nó đều. Với lại nếu mà lỡ rồi các bác về tháo ra cho em. Cái này dễ đó, các bác về tháo ra. Cái phần này nó lỗi đúng không? Các bác lộn cái bo lại. Lộn cái bo ở trong cho nó vô trong được. Rồi lấy kim nhíp cái này lại ha, thì coi như giải quyết được. Của nó ý được ha, chứ còn của nó sao để em lên vậy thôi, chứ còn em không có sửa được nha. Rất ý về rồi các bác ơn sửa thì mình tự sửa sau đây. Ô, cái quần nó lại không đồng bộ. Nó cũng chắc cũng cùng bộ của nó, nhưng mà nó khác lô thì có thể màu nó khác các bác. Rồi mất một hộp nút rồi. Mất một hộp nút ở đây. Để kiếm một nút gắn vô. Đó, thì xin một nút trong này gắn vô. Nó giống như vậy. Không biết có nút dự phòng không? Còn không về các bác gỡ. À đây. Gỡ một nút ở đây nè. Gắn qua rồi kiếm một nút gì đính qua này cũng được nha các bác. Bên này nó không có nha. Ôi, cái này thì dưới 65 cân thôi. Dưới 70 cân thôi. Ủa, cái này độc lạ đấy các bác. Dòng này độc lạ đấy. Quần này bữa giờ em bán nhiều rồi, nhưng mà áo thì mới bán lần đầu. Cái này mới bán lần đầu, mới thấy lần đầu luôn. Tầm 70kg thôi nha. Nếu các bác mặc áo trong, áo mỏng thôi nha. 60 đến 70 và cao mét 68 độ lại. Ok. Rồi. Ok không các bác? Ô, cái này độc lạ đấy. Cái này em bán cũng 900.000 luôn. Bác nào thấy hợp lý chốt cho em. Cái này em bán 900.000. Cái này em bao cho các bác, bao sửa cho các bác luôn. Cho nên khi em sửa thì cái bác mặt là nó không có, coi như không, hầu như không lỗi nha. Tức là em sẽ lật ngược cái bo này, cái mặt trong này nó không có bị lỗi đâu. Em lật cái mặt trong ra ngoài và em đạp lại cho nó đều cái chỗ này cho các bác luôn. Cái này là nó may nha các bác, nó bị hụt cái người ta để rồi luôn. Nó nguyên rinh của nó vậy đó. Rồi ok, em bao sửa nha. Bao sửa cái này cho các bác.
900 ngàn mới lắm, cũng độc lạ đấy. Bác nào chốt được nguyên bộ được không? Mặt nguyên bộ cũng hay, nhưng mà có điều em báo trước là nó màu nó cũng không giống đâu nha, nó 80 thôi, cái áo nó xanh thôi, cái màu quần thì nó sậm hơn chút, độc lạ, nói chung là độc lạ, nhưng mà cái quần có vẻ nó to hơn chút đấy. Nếu các bác cứ dưới 65 cân, à dưới 68 cân, nói chung cũng không to lên mấy đâu, dưới 68 cân là chốt nguyên bộ được. Vai 52 tay 58 rồi, và dài dài 70-74 nha các bác, mã số 123 rồi, 900 ngàn. Đó, cái này mà nếu mà đưa ra thợ họ sửa thì họ cũng phải lấy 50 ngàn nữa các bác. Rồi, và em bao sửa cho các bác luôn nha, 900 ngàn, mã số 123. Rồi, tiếp theo em lên một cái áo ấm nữa nè. Đấy, trời cũng như là cái này buổi tối cũng rét, các bác bảo ngoài Bắc cũng rét, mình mặc mấy cái này thì bao ấm ha. Rồi, nó nặng lắm các bác, nó là lớp bông nha, nhưng mà sợi bông tự nhiên luôn đấy, còn bông gòn này nó nhẹ hơn, còn cái này nó chằng bằng sợi bông tự nhiên luôn, cho nên nó ấm, nó nặng nha. Rồi, chất vải nó như vậy bố, màu này gọi là màu gì các bác, đó màu y vậy. Sorry các bác. Rồi, đây đầy đủ, ok rồi. Ôi, không lỗi lầm, đồ mới cũng còn trên 90%, 300 ngàn, size cũng to nha các bác, trên 80 cân, trên 80 cân nha các bác. Trên 80 cân hoặc là các bác mặc cái áo filaket bên trong, tầm 70 cân cỡ như em cũng được, nếu mà mặc mà vừa thì phải mặc thêm cái áo filaket bên trong nó mới vừa, còn các bác mặc áo mỏng thì từ 80 đến 90 cân ha, và hầm mét phải mét 7 mấy trở lên, cái tay nó hơi dài nghe các bác, tay nó hơi dài, còn không các bác mặc các bác sắn lần vô trong giùm em. Rồi, nói chung về đi, quan trọng nó ấm, em bán 300 ngàn nghe các bác, 300 ngàn đồng không lỗi lầm nha, mã số 124. Vai 58 này, tay 68 và dài 88 luôn, 300 ngàn, mã số 124 nha. Tiếp theo, rồi tiếp theo lên một con người cũng chích đọc lại các bác, nón tháo rời được nha, cái nón tháo rời nha các bác, ấm lắm, dày lắm nha, cái này bao ấm cho các bác. Cái này thì phụ châu Âu XXL là cũng size to. Tháng 7 hả? Tháng 7 năm 1997 này các bác. Quy tích không biết cụ nào, nói chung biết châu Âu rồi. Cái này cũng độc lạ lắm các bác, cái màu nó hanh vàng luôn nha. Cái màu nó hanh vàng. Hình như nó giống cái quần hôm qua, em có lên cái quần màu hanh vàng như thế này. Ở sau nó có thun, các bác không thích thun mình tháo vỏ đi được nha. Các bác rạch cái đường ở trong, các bác đưa ra thợ họ tháo ra, họ tháo cái đường chỉ ra thôi. Hoặc là các bác gỡ cái đường chỉ ra thì tự động nó tuột cái thun ra thôi. Nếu các bác không thích cái thun. Dày lắm, cái này bao ấm cho các bác nha. Bao ấm cho các bác, dày ấm nha. Rồi, cái này đai chi, đai của nó đây,
Ok. Rồi. Cũng từ 75 kg thôi, 75 kg đến 90 kg. Còn cái bác mặc thêm áo bên trong nữa, cỡ như em 68 cân mang vẫn được nha. Không rộng lắm đúng không? Ồ, con này cái màu đẹp lắm. Cái vải của nó đây, vải nó cũng vải poplin đấy nha, nhưng mà nó dày hơn. Đó. Chất vải nó khô nha, khô 100% cô tông. Mới, màu nó mới lắm. Độ mới cũng cao lắm nha, 96%. Không tì vết. Rồi, con này đẹp các bác. Màu cũng đẹp ha. Rồi, và có thêm cái nón. Cái nón nó gỡ nút nha, nón tháo rời được. Các bác không thích thì cất đi, hoặc là cứ gài để như này. Ok, chúc em. Chúc em gài cho cổ nó khỏi lạc. Ok các bác. Rồi, cái này em bán 450.000. Bao ấm cho các bác luôn. Dày. Dày lắm nha. Mùa này thì mặc theo bao ấm cho các bác. Rồi em đo. Mã số 125 nha, 450.000. Vai 64. Tay 60. Và dài. Dài 86 nha các bác. 450.000. Mã số 125. Tiếp theo. Em lên một con N1. Con này nếu mà hàng các bác chơi hệ vintage đó, thì thích cái dòng này. Nó là N1 nha các bác, nó hàng thời thế chiến thứ hai đấy. Tức là cái form mẫu của thời thế chiến thứ hai. Áo hải quân nha. Nó gọi là áo ấm hải quân. N1 là đời bản thế chiến đó, còn sau đây thời sau này nó chuyển thành A2 đó các bác. Nhưng mà cái này hàng thương mại thôi. Cái này nó may lại theo cái form mẫu của thời N1 thôi nha. Ở trong nó lông nó làm y chang luôn. Con này được trước em có lên rồi. Vẫn còn ở đây. Rồi. Tay đây. Nó cũng còn tương đối đây. Này nó như bằng vải nhưng mà nó may giống da lộn á các bác. Giả da lộn ha. Rồi. Ok, độ mới cũng còn tương đối thôi. Dưới 90%. Khóa talon rồi. Khóa talon. Cái này cái lông nó làm y như hàng xưa luôn đó. Giống như lông thật á. Cái sợi lông thật thôi mà nó vẫn dệt nha, dệt kết hợp giữa sợi cô tông và cái lông. Nhưng mà cho nên các bác mặc nó hơi bị ngứa nha. Các bác mặc cái này nó sẽ bị ngứa đấy. Cảm giác nó hơi ngứa, nó chích vô người vậy đó. Rồi ok. Ok em các bác. Rồi bán 500.000 đi. Các bác từ 72 đến 82 cân. Hoặc là 73 đến 85 cân cũng được, cao 1m7 trở lên. Bên trong nó có bo luôn. Rồi em bán 500.000. Cổ lọc nó là N1, tiếp N1 đấy các bác. Size 42. Rồi, cái lông. Ok, mặt cảm giác nó hơi ngứa nữa. Bị bể hết hột nút. Nút này thì em không có nha. Cái cổ các bác có thể dựng đứng lên được nè. Dựng đứng lên gài cái nút này qua. Mất hột nút đây. Lấy hột này bỏ qua cũng được các bác. Rồi, cái chất của nó giống như da lộn á các bác. Mấy cái chất vậy. Nó là vải nha, nhưng mà nó làm giả da lộn. Rồi em bán 500.000 mã số 126. Rồi, vai 56.
tay số 4 dài 70 nha các bác, 500.000. Tiếp theo để em coi. Ủa, 1 tiếng 05. Rồi em lên cái để em nghỉ nha các bác. Em lên cái áo body suit đi ha. Làm một cái áo body suit đi. Rồi, cái này thì bao ấm nha các bác. Size medium regular nha. Medium regular. Lót cũng medium regular luôn. Xem đây, lót dày lắm nha, lót giả. Đó, ở trên nó làm bằng lớp vải, mặt nó để bị ngứa, ở dưới thì nó không có may. Rồi, lót tháo rời nha các bác. Cổ thì nó hơi mồ hôi dơ dơ mà cũng mệt. Để chưa có giặt về các bác, giặt sơ cái là đẹp. Rồi, ổn. Rồi, thân trước ổn nha. Thân trước ổn. Mấy có nó mấy vết dơ nhẹ nhẹ đó, cái này nhiều khi nó đóng gói nó ma sát nha. Thì mà dơ dơ đó, cái này khả năng ra cao. Rồi. Chuẩn các phát lính Mỹ thập niên 40 hoặc 50 nha. Thân trước bên này cũng ok, bên này cũng hơi dơ dơ mờ mờ. Đó, vài vết dơ mờ mờ các bác. Cái này sao nó mờ dữ. Ok, hơi mờ mờ đó, chả đáng kể. Tất nhiên là nó rất là mờ. Vẫn phải báo cho các bác, sau này nó xước một tí. Xước xíu xíu nha các bác. Rồi, nói chung dày. Nặng tay các bác, cái này phải 3 kg. Cả lót nha, còn các bác muốn nhẹ thì các bác tháo cái lót ra. Tháo cái lót ra, cái lót nó bằng cái áo bên ngoài luôn rồi. Rồi, ổn hết nha, còn cái tay. Tay nó hơi dơ dơ này tí. Mệt thôi. Cái dính cái gì này có nước rửa móng tay chắc xử lý giùm em nghe các bác. Em mới thử một tí cho nó có ra hay không thôi nha. Đó. Nhiều khi nó mất thời gian. Một tiếng 10 phút rồi các bác. Ồ, nó ra nha. Đó. Nó ra nha các bác. Em vào một lần nên là nó gần hết rồi nè. Đó, ok. Ok ha. Rồi cái này thì bao ra. Về cái mấy cái này. Mấy cái này để em bò luôn cho các bác cho rồi. Nói chung về vò giùm em đi. Mấy này nhẹ này. Về lấy mua cái nước rửa móng tay á các bác. Rồi nó còn mờ mờ đi thôi. Rồi em bao ra. Cổ tay chưa sờn nha. Rồi. Bên này cũng vậy. Mài xíu tới chỗ này. Đó. Rồi. Cái chỗ này bên này tí là như em đã báo thôi, nó chỉ có một cái lỗi đây thôi. Rồi nút này thì bị bể hết hộp. Chả sao. Các bác gỡ đại hộp đâu trong này các bác thay vô không được này. Rồi, còn lại là ổn hết nha, tổng thể là ổn hết. Về giặt cái là mướt thôi. Dưới 90%. Cứ cho tổng thể là dưới 90% đi ha, chứ thực tế cái này cũng không có gì, chả có lỗi lòng gì. Thì là nặng đâu các bác. Rồi, medium regular. Các bác từ 65 này ha, đến 75 cân. Còn nếu các bác muốn mặc thoải mái tầm 80 cân thì các bác tháo cái lót ra hoặc là mặc áo trong mỏng thôi. Ok, và cao 1m75 đổ lại nha. Ok, nó có cái này dạng này. 1m65 đến 1m75, cái này em lừ gỡ ra đó nha, có đai nịt đàng hoàng nha các bác. Rồi, còn này ok hết. Rồi em bán 1.000.000. À quên coi đời chứ. 1.000.000 đi, rồi em bán 1.000.000. Coi cái tem đó. Giờ có đời hay không đời thì cũng 1.000.000 đó. Tất nhiên là hàng cấp phát lính Mỹ rồi nha. Tem má còn rõ bưng như này các bác. Rồi, 1953 nghe, 28/5/1953. Ok, đây 53. Ok, chuẩn cấp phát lính Mỹ.
Ồ, con này 1 triệu là theo em là rất hợp lý nha các bác. Con nó bị dơ đây tí nữa. Nó dơ đây tí nữa nha các bác. Mấy cái này là các bác về vò ra, mấy đó về mua chai nước rửa móng tay vò giùm em. Em không xử lý đâu, còn cái này về giặt giùm em. Cũng mờ mờ thôi, em khả năng ra 8 phần, em bao ra 7 phần thôi. Còn ra hết thì không chắc. Nó cũng mờ mờ thôi. Vẫn 1 triệu nha. Rồi, còn lại ok. 1 triệu đồng. Dày nặng lắm các bác. Cái lót không hồi trước em bán là 500 rồi đó các bác. Cái phần lót rời á. Vai 49 nè. Tay 67. Và dài. Dài 114. Ồ, có xẻ chị A luôn nha. Rồi, nói chung là còn ok. Còn gọi là khá ổn ha. 1 triệu đồng, mã số 127. Rồi, và chương trình cũng khá là dài rồi các bác. Và em cũng xin được tạm dừng video tại đây. Rất là cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi kênh Đồ Lính Mỹ hơn 1 tiếng qua. Và nếu các bác ưng ý được mã nào thì cứ mạnh dạn ha, gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Xin chào và chúc các bác một tháng mới thuận buồm xuôi gió ha, sức khỏe bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bác.